Công viên Nghĩa Đô, lá phổi xanh giữa lòng thủ đô Hà Nội. Công viên Nghĩa Đô Cầu Giấy, Hà Nội được biết đến là một điểm du lịch rất được yêu thích ở thủ đô bởi không gian thoáng đãng, chan hòa với thiên nhiên vốn có của nó. Nếu bạn muốn được hòa mình cùng thiên nhiên, tìm cho mình một không gian thư giãn, rời xa sự ồn ào của phố thị, chắc chắn đây sẽ là một địa điểm hấp dẫn mà bạn không thể bỏ qua. Công viên Nghĩa Đô Hà Nội là một công viên mở. Trước đây công viên có thu vé vào tham quan là 2.000 đồng một lượt. Nhưng từ cuối năm 2014 về sau này, thành phố đã miễn phí vé vào cửa cho khách tham quan, vãn cảnh, thể dục thể thao. Công viên Nghĩa Đô được xây dựng vào năm 2002 nhằm kỷ niệm 50 năm giải phóng thủ đô, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân ở đây. Công viên Nghĩa Đô có hai cổng vào, một cổng bên đường Nguyễn Văn Huyên, một cổng phía bên trong đường Tô Hiệu. Cả hai cổng đều rất lớn nên mọi người có thể dễ dàng nhận biết. Cổng bên đường Tô Hiệu có một nét rất đặc trưng. Trên vỉa hè cạnh tường bao công viên có những quán cắt tóc nhỏ xinh. Nhìn từ xa thành một hàng dài, đem đến liên tưởng về những người thợ cắt tóc Hà Nội xưa. Đây có thể là một nét ấn tượng đặc biệt nếu bạn đến công viên Nghĩa Đô lần đầu. Công viên có tổng diện tích là 47.000 m². Đây được coi là lá phổi xanh của phía tây thủ đô. Với vườn hoa, cây xanh, đường dạo uốn lượn quanh hồ nước thơ mộng, cảnh quan đẹp, môi trường sạch, không gian thoáng đãng và yên tĩnh. Đến với công viên Nghĩa Đô, bạn sẽ choáng ngợp bởi không gian thiên nhiên tuyệt vời của nó. Công viên được phủ xanh mát bởi những hàng cây cổ thụ ven hồ, những thảm cỏ nhân tạo trải dài trên những quả đồi xinh xinh. Chính bởi vậy, những ngày thời tiết Hà Nội nắng nóng, không gian công viên như một phòng điều hòa thiên nhiên rất dễ chịu. Bạn cũng sẽ được trải nghiệm những trò chơi hấp dẫn được bố trí quanh công viên. Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy được thư giãn, được trở về với tuổi thơ tuyệt vời mà bạn đã từng trải qua để tạm quên đi nhịp sống hối hả nơi phố thị. Đặc biệt khi đến công viên mỗi buổi sáng sớm, bạn sẽ cảm nhận được không khí vô cùng nhộn nhịp, náo nhiệt với hình ảnh mọi người dân từ già, trẻ, gái trai, lớn bé đều đi tập thể dục quanh hồ Nghĩa Đô. Ở mỗi khu trong công viên đều có những máy tập thể dục hay những cái xà đơn, xà kép vô cùng đơn sơ, mộc mạc, nhưng người dân vẫn nô nức cùng nhau tập thể dục, rèn luyện sức khỏe. Đó là những hình ảnh vô cùng giản dị và bình yên của người dân thủ đô vào mỗi buổi sáng sớm. Đặc biệt, nơi đây còn có khu giải trí với rất nhiều trò chơi như xích đu, xà đơn, xà kép, đu dây, cầu trượt, leo dây, rất thích hợp làm nơi vui chơi cho các bạn nhỏ. Các thiết bị vui chơi được Nhật Bản tài trợ lắp đặt. Toàn bộ mặt sàn khu vui chơi được trải thảm cỏ nhân tạo để các bé có thể nô đùa, vui chơi thoải mái mà các phụ huynh cũng yên tâm hơn. Công viên luôn đặt ra những tiêu chí hàng đầu đối với khu vui chơi dành cho trẻ em là an toàn, sạch sẽ và bổ ích. Công viên không những thu hút nhiều bé thiếu nhi và các bậc phụ huynh mà còn luôn chào đón các bạn trẻ đến đây đi dạo, nghỉ ngơi, tâm sự cùng nhau hay tham gia các chương trình ngoại khóa của câu lạc bộ. Cảm nhận một không gian trong lành, thoáng đạt, tránh xa khỏi không khí khói bụi xô bồ ở bên ngoài.